ý tưởng làm video TikTok. Một, chọn một ý tưởng hoặc khung cảnh, tạo ra một ý tưởng sáng tạo hoặc chọn một khung cảnh thú vị cho video của bạn. Có thể là một trò chơi, một đội nhảy, một trích đoạn hài hước, hoặc bất cứ điều gì bắt mắt. Hai, lên kịch bản, tạo một kịch bản hoặc một danh sách các động tác mà bạn muốn thực hiện trong video. Điều này giúp bạn có một kế hoạch rõ ràng và giảm thiểu thời gian tạm dừng và chỉnh sửa. 3 chọn nhạc phù hợp, nhạc là yếu tố quan trọng trong TikTok. Hãy chọn một bản nhạc phù hợp với ý tưởng của bạn hoặc sáng tạo một âm thanh độc đáo của riêng bạn. 4. Tạo hiệu đặc biệt. Sử dụng các hiệu ứng đặc biệt có sẵn trên ứng dụng TikTok để làm cho video của bạn trở nên hấp dẫn và sáng tạo hơn. Các hiệu ứng như green screen, Time Warp hay augmented reality có thể giúp bạn tạo ra những video độc đáo. 5. Quay và chỉnh sửa sử dụng chức năng quay video trên TikTok để quay các cảnh trong kịch bản của bạn. Sau đó, sử dụng các công cụ chỉnh sửa có sẵn trên ứng dụng để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của bạn. 6. Chia sẻ và tương tác Khi hoàn thành, hãy chia sẻ video của bạn trên TikTok và chia sẻ nó với bạn bè hoặc người hâm mộ của bạn. Đừng quên tương tác với cộng đồng TikTok bằng cách thích, bình luận và theo dõi những người khác. Nhớ rằng, việc làm một video tích tốc tốn thời gian và công sức vì vậy hãy tận hưởng quá trình và luôn giữ niềm đam mê trong suốt quá trình tạo nội dung của bạn